Có hỏi khi mà các bác mới lấy xe thì các bác bảo hỏi có nên phủ gầm xe hay không ạ? Phủ gầm xe thì có tác dụng như thế nào? Đây là một chiếc xe Hyundai Tucson. Và đây các bác có thể nhìn thấy là bên em đã tháo gần như là cái phần sàn xe bên dưới và cái phần bánh cua lốp này, bên em đã tháo hoàn toàn rồi. Thì cái tác dụng của cái phủ gầm là như nào? Thì nguyên bản các bác có thể nhìn thấy là cái xe mà nguyên bản đây này là nó cũng có tráng một cái lớp phủ, nhưng mà nó sẽ không tráng hết. Ở hãng nó chỉ tráng một số cái chi tiết thôi để bảo vệ cho các bác ở những cái chiếc mối hàn và mối nối thôi. Còn bên em thì em sẽ phủ hết lại toàn bộ cái dòng xe này. Thì tác dụng của phủ gầm là thế nào? Chống bám bẩn, chống bám bụi và chống ăn mòn oxy hóa cái phần gầm này của bác. Cái phần nước sơn này của cái sàn tôn này, hãng nó ra nó đã có một sơn, một cái lớp sơn ở đây là chống chỉ rồi nhé. Nhưng mà cái các bác đi một thời gian dài thì cái lớp sơn này sẽ bị bong ra, có thể bị ăn mòn đi. Thì cái lớp sơn này của em là cái lớp sơn phủ gầm mà hãng nó đã thiết kế dành riêng để phủ gầm cho nguyên một cái, để phủ gầm cho chiếc dòng xe như thế này. Đấy, thì cái này nó sẽ có một cái loại dụng súng và bắn phủ lên trực tiếp trên cái bề mặt sơn này, và với cái trước khi phủ thì sẽ phải vệ sinh sạch để đảm bảo cái độ bám dính cho tốt. Còn phủ cái này thì nó sẽ có tác dụng chống dỉ sét và chống ăn mòn cho em các bác. Đấy, nên là các bác mà đang đi cái dòng xe mới thì các bác nên làm ngay để cho cái độ bám dính tốt, và thứ hai là bảo vệ cái gần xe của mình được tốt hơn. Thứ hai là cái sau khi mà phủ cái phần gầm này, các bác phủ dày nhá, thì nó sẽ có cái tác dụng đó là giảm được độ ồn. Nếu phải cái này phải phủ thật dày thì mới có ra tác dụng giảm ồn. Đây, cái nhà máy nó đã phủ đây này. Tất cả hầu như các hốc lốp nó đều có nhá. Đây là về phía trước. Còn đây là cái hốc bánh sau. Đấy các bác thấy không ạ? Nó đều có những cái lớp phủ như này để mà phủ lên kia. À, trên cái phần sàn xe của chúng ta. Cả cái ở bên dưới gầm các bác cũng có thể để ý thấy đấy, những chi tiết mà trắng kia. Đấy thấy không ạ? Đấy thì nó cũng sẽ có phủ rồi, nhưng mà phá thì nó sẽ phủ rất là ít. Thì đấy, thì các bác khi mà mua xe mới thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em thi công đảm bảo vệ cái gầm xe cho các bác nhá.